ở Nam Định mình ở đây ấy thì nó vẫn cứ có cái nét nó thông thả, nó yên bình đó. Xin chào Thành Nam, thành phố Nam Định thân yêu. Tôi đang có mặt tại thành phố Nam Định, ở con phố Hàng Đồng, phố cổ Hàng Đồng. Ở Nam Định có rất là nhiều điều rất là hay và nó có một số nét văn hóa tương đồng với cả thành phố Hà Nội. Đây là ngõ Hoàng Hữu Nam, nằm ở trên con phố Hàng Đồng. Có những quán cà phê vỉa hè ngồi rất giống với cả những con phố cổ của Hà Nội. Cũng có một bác đánh giày rất giống với cả văn hóa của Hà Nội. Anh buổi sáng mấy giờ anh dậy để đi làm? Em 6 giờ kém 15. 6 giờ kém 15 đi làm. Một ngày trung bình chung thì anh đánh được khoảng bao nhiêu đôi giày? Mùa hè thì nó hơi chậm, thì đánh khoảng tầm được khoảng 20 đôi. Khoảng 20 đôi. Mỗi một đôi giày như này thì là anh lấy bao nhiêu tiền? 10.000. 10.000, tức là như vậy là khoảng được 200.000 một ngày. Vâng. Nghĩa là thời gian chắc là cũng không phải làm việc nhiều lắm đúng không anh? Không, chỉ sáng đến trưa thôi. Sáng trưa là kiếm được 200.000 là chiều là có thể chơi được rồi. 200.000 mà em nghĩ rằng ở thành phố Nam Định là chi tiêu thoải mái nhỉ? Đấy, nửa buổi là anh đã kiếm được 200.000. Anh cảm thấy cuộc sống ở Nam Định thế nào? Cuộc sống ở Nam Định thì nói đúng ra thì chịu khó một tí, công việc nó khó làm thì nó với sức thu nhập thì ở Nam Định giá cả cái gì nó rẻ. Ăn uống thì nó hợp lý và nó cũng ngon. Em thấy là đồ ăn ở đây vừa ngon mà vừa rẻ. Vừa ngon vừa rẻ. Để nói là do cái đồng công mình đi lao động thì làm cảm thấy là tạm ổn. Vâng. Xin cảm ơn anh và chúc anh có nhiều sức khỏe nhá. Đây có rất là nhiều cà phê trong một khu phố này. Cuộc sống ở Nam Định cảm giác rất là bình yên vào buổi sáng. Đây là con phố Hàng Đồng. Đây là một cái khu cà phê đây. Rất là hay. Khi đi vào đây cảm giác nó như là một cái con phố ở Hà Nội. Rất đông. Từ sáng sớm khoảng 6 giờ 30 sáng thôi, như là trong quán đã khá là nhiều khách đến uống cà phê. Ngõ Hoàng Hữu Nam. Và tôi sẽ thưởng thức cà phê ở đây xem như thế nào. Anh bạc xỉu. Đấy. Có rất là nhiều điều giống với cả những quán cà phê vỉa hè kiểu Hà Nội nha. Đi vào đây toàn cà phê đây. Toàn cà phê, nào cà phê không thôi. Thơm lắm. Rất thơm ấy. Có phải có lẽ là nó buổi sáng quá, sớm quá nên là mọi người cũng chưa đi uống cà phê nhiều lắm. Nằm ngay trong trung tâm phố cổ của thành phố Nam Định thì đây là một trong những con phố đặc trưng riêng của nó chỉ có bán cà phê không thôi. Và đây có những con ngõ nhỏ rất là hay. Đấy. Ngõ cảm giác thì cũng rất chi là giống với một số thành phố như Hà Nội và Hải Phòng. Ngõ nhỏ, phố nhỏ. Ông ơi, quán cà phê nhà mình mở được lâu chưa? Ông mở được bao nhiêu năm rồi? Được 23 năm, 24 năm rồi. 24 năm ạ.
À, cháu không phải là người ở đây, như là cháu về đây thì cháu nhìn thấy cái quán, cái dãy phố này này. Nó có một cái gì đó nó nét tương đồng gần giống với cả những cái kiểu phố Triệu Việt Vương Hà Nội cà phê chẳng hạn đấy. Nhìn nó giống lắm không ạ? Bởi vì là cũng nhà nhà bán cà phê đấy, rồi là ngồi cả cái văn hóa vỉa hè của người Việt này này. À, rất là hay. Đấy, mà nó cảm thấy là nó rất là tuyệt vời. Và nó cổ cổ. Và đến đây thì chưa uống cà phê đâu mà nhưng đã ngửi cái mùi cà phê nó rất là thơm, cả phố rất là thơm rồi. Ông qua có xem đi mà xem bóng đá không? À, cũng xem. À, cũng xem. Ông ngồi xem ở nhà thôi. Xem ở nhà rồi chung đi. Ông thấy cảm thấy cuộc sống ở Nam Định thế nào? Nó yên tĩnh lắm, nó không nhộn nhạo, nó không có một cái gì gọi là nó làm cho người ta có một cái gì nó sôi động hay là một cái gì đó. Nó cứ bình thản đi. Tức là nó như là một cô gái nó cứ nhẹ nhàng. Đấy. Thực ra là Nam Định đã trải qua những cái thăng trầm của lịch sử. Nó là một thành phố khá là lâu đời rồi. Cháu thì về đây cho cảm nhận được cái nét rõ nhất. Đó là nó cứ nhẹ nhàng. Đúng rồi. Yên bình. Ở Nam Định là nó cũng vẫn có một cái nét cái gì đó nó thông thả. Vậy. Nó cũng cùng nhẹ như là Hà Nội. Ví dụ như Hà Nội thì ra đến ngoài cửa thì nó đã thấy có một cái gì đó nó sôi động rồi. Như ở Nam Định mình ở đây thì nó vẫn cứ có cái nét nó thông thả, nó yên bình. Nó cảm giác là như một cái nét mặc trầm gì đó. Đúng đó. Đó. Thì cháu về cháu nhìn thấy những cái khung cảnh phố phường nó rất là yên tĩnh, và rất là thích. À, cháu xin cảm ơn ông và cháu sẽ thưởng thức cà phê nha. Nha. À, tức là cái ngõ này chính là ngõ Dỡ. Tên cổ của nó đấy. Tên từ ngày xưa. Vì là hồi trước nó không có một tên như này. Hồi trước nó chỉ là một con ngõ thôi. Nó quay thành một con ngõ thành cái phố này này. Nhưng mà sau nó là thông hết đường ra bên Hoàn Thụ luôn. Thế là mới cách đây được 2 năm nhỉ? Mới nhớ được 2 năm. Mấy theo? Mới được có tên này mới quản tên. Hoàng Hữu Nam nó mới đặt tên đúng không? Đấy, nhưng mà người ta vẫn gọi là ngõ Dỡ thôi. Còn là địa điểm mà dễ nhất, dễ mà đọc nhất cà là cà phê Toàn. Cà phê Toàn thì cà phê Toàn nổi tiếng ngày xưa. Nếu mà cách đây 2-3 năm anh về quay thì nhà nó chưa to như thế đâu. Nhà nó chưa to như thế đâu. Ở nhà nó tên nhà cổ. Nhà cổ. Do phường ấy nhỉ? Do là trên phường nó làm móng, làm một cống này. Nó đào cái gì đào bắt đổ luôn nhà nghiêng luôn khi một bên rất là xây nhà mới, thế là đền bù xây nhà mới, cái nhà này là bán cà phê nổi tiếng ở đây rồi, nhà Toàn đấy không? Toàn nổi tiếng rồi, bắt đầu từ cà phê nhà này nó bắt đầu lan ra hết tất cả ngõ này là cà phê. Đúng như là người Việt Nam thì là buôn có bạn và bán có phường thì cái ngôi nhà cà phê Toàn này này là ngày xưa là một ngôi nhà cổ, sau đó là bán cà phê và tất cả cái phố này người ta phát triển ra và người ta bán cà phê tại trong con ngõ này. Đấy, cà phê phố cổ, và đây có một cái chiếc xe cổ rất là đẹp, rất là yên bình. Thế là bây giờ người ta còn đang ăn sáng đấy, đúng không? Ăn sáng. Tầm đây... này là mình đi là hơi sớm ấy. Ở đây là quán này là quán bọn em hay ngồi với hội chụp ảnh. Một đội bóng ấy. FC với ảnh với lại bóng đá. Bóng đá đấy ạ. Bóng đá với lại chụp ảnh. Các nói chung là số anh về hôm nay là cũng đúng ngày đẹp, mọi người đi làm không đúng ngày đẹp, thế là nhiều người đi làm. Không, người nhắn tin lên phải là một tí nữa kéo hẳn lại anh em đây ngồi. Tí là ngồi kín cái vỉa hè luôn này. Thế các cụ già đây lên thấy ngồi cứ lang thang ngồi uống cà phê thôi, có khi là ngồi từ trẻ đến giờ. Như là cái phố này cà phê người ta bán đấy thì bán cả ngày hay là sầm uất cả ngày hay là cả ngày, bán từ sáng đến đêm. Sầm uất nhất là vào buổi sáng đâu. Tối cũng đông, nói chung là quanh ngày nào cũng cứ từ sáng đến đêm là nó bảo đông. Có trưa người ta ăn trưa, là tối ăn tối không ra thôi, còn cứ qua hết giờ đấy là ra. Mà giá cà phê thì nó cũng rẻ.
và chất lượng. Một ly cà phê mới tăng giá, là chất lượng 15.000 thôi, giờ tăng lên 20.000. Còn cái cốc này vẫn 20.000. Mặc xỉu là 20.000. Đúng, rất là đồng giá. Thế còn lại là có đen và nâu là 20, bây giờ mới là đồng giá hết rồi. Bây giờ lên 20 rồi. Vì đợt Covid nó đông quá, đợt Covid lâu quá, người dân nó không kinh doanh được. Tăng giá lên tí. Wow, bạc xỉu này thơm lắm. Anh vào một lúc nữa nha, bắt đầu nghe tiếng xay cà phê. Có thơm lắm. Xay cà phê rồi. Cái này anh phải xin vào nhà bác này. Đẹp bạc. Rồi anh vừa nhìn qua rồi. Tí bảo bác em có xin tầm tí. À cái gì về bảo bác em. Tí thế nào bác ở ra đây uống cà phê. Anh của bác em. Sáng nào bác ở ra đây uống cà phê. Rất thơm. Không quá ngọt. Không, đối với em như này là em quen đúng ngọt. À, quen đúng ngọt. Nghĩa là em là thấy nhạt đúng không? Thấy nhạt. Nhưng mà thơm. Thơm. Đó. Không có quán cà phê nhạc trịnh. Không có nhạc phê nhạc sư nhạc trịnh. Đó là... Ở Hà Nội nó có cái cà phê đấy, cà phê trịnh. Đó là hay. Để cho những người dân người ta biết lại cà phê sách. Cà phê trịnh. Đấy là những cái không có. Thế là... Anh đấy từ hôm qua giờ mình đi mình thấu như toàn đấy những quán vỉa hè bên đường thôi. Em định nó định xâm ăn vỉa hè hơn là... Nên là tất cả... những cái mà mình những cái mà du nhập từ Hà Nội về như kiểu Highland hay là Starbucks, tất cả những cái gì nổi tiếng ở Hà Nội ấy. Về Nam Định hầu như là không phát triển được quá mạnh. Chắc là có hai lần được phát triển được mạnh thôi, còn tất cả mọi thứ này nó một điểm đẹp thôi, nó chỉ lắp đắt nóng lượng thôi, vì là rất là định người ta không thích kiểu nó rất là sự một sự dung thủy, người ta không thích thay đổi nhiều quá. Người ta không thích đến những nơi vui chơi sầm uất quá, ngay cả trẻ như bạn các bạn trẻ cứ bảo là nó cứ nói Nam Định tỉnh già đi, nhưng mà vì cũng đúng một là các bạn trẻ cũng không mấy được, các bạn trẻ cũng không đến những nơi hiện đại quá để ăn uống hay là vui chơi, mà các bạn luôn chọn những nơi như vỉa hè hay là các quán cóc để... quen với cái nét văn hóa sinh hoạt là gọi là đường phố. Đúng rồi. Tức là nó rất là thân thiện và rất là gần gũi. Đúng rồi. Chà đá nó định đổi tiếng phát triển. Lơ mơ mà cho vào quán mà chà đá, bây giờ mà cho vào trong quán ngồi kéo đánh nhau. Quán nước ô mai đông mà. Đây này, đây này.